Đầu tiên là tình trạng da bị viêm nhiễm này, thứ hai là da tự nhiên bị sạm nám nhiều hơn, và thứ ba là tình trạng da bị khô, bong và ngứa rát. Chăm sóc da sau lăn kim như thế nào để có thể hạn chế được các tác dụng phụ và giúp nhân 2, nhân 3 hiệu quả sau khi chúng ta lăn kim xong? Sẽ biết không, lăn kim có thể hỗ trợ chúng ta rất tốt trong việc trị mụn này, thu nhỏ lỗ chân lông, làm da căng bóng và xử lý các vấn đề nám da. Nhưng nếu chúng ta không biết cách chăm sóc da sau lăn kim thì sau đó chúng ta có thể gặp hiện tượng là bị viêm nhiễm này, da bị tăng sắc tố hay là bị sạm nám này, và da chúng ta bị bong, đỏ rát, thậm chí là có thể gặp hiện tượng kích ứng rất là khó chịu. Vậy thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay. Nếu chị em mong muốn dùng cái liệu pháp lăn kim, chúng ta sẽ cần phải học cách chăm sóc da sau lăn kim tại nhà như thế nào. Và trước khi bước vào phần chính của video thì đừng quên là Hương có một fanpage tên là Nguyễn Mai Hương. Tại đây Hương sẽ chia sẻ rất là nhiều những kiến thức về chăm sóc da. Chị em mình hãy ghé qua đó để kết nối cùng với Hương. Và đừng quên là ấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới để hàng ngày sẽ chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Rồi, đầu tiên là lăn kim là gì? Thì đơn giản thôi, lăn kim là chúng ta sử dụng cái con lăn có một cái đầu kim rất là nhọn và nhỏ để tạo những cái tổn thương ở trên da. Và tổn thương này chủ yếu là nông bề mặt thôi. Chúng sẽ như một cái kênh dẫn này để có thể đưa những cái serum, những cái tinh chất, những dưỡng chất vào sâu bên trong da và hỗ trợ xử lý các vấn đề ở trên da. Và khi tạo cái tổn thương giả trên da như vậy cũng có thể kích thích làn da của chúng ta tự tăng sinh lại collagen, các cái tế bào để nuôi dưỡng làn da của chúng ta, và từ đó da chúng ta sẽ có thể là trẻ hóa hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ thường gặp phải 3 tác dụng phụ sau khi lăn kim xong. Đầu tiên là tình trạng da bị viêm nhiễm này, thứ hai là da tự nhiên bị sạm nám nhiều hơn, và thứ ba là tình trạng da bị khô, bong và ngứa rát. Rồi, đầu tiên là làm cách nào đó để hạn chế được cái tình trạng viêm nhiễm ở trên da sau khi lăn kim xong. Thì như vừa chia sẻ về trên là lăn kim là chúng ta sẽ tạo một cái tổn thương ở trên da. Và mặc dù là tổn thương này là nông thôi, nhưng chúng có thể là sẽ đang tạm phá vỡ cái hàng rào bảo vệ da, và từ đó vi khuẩn rất dễ xâm nhập vào làn da của chúng ta. Vì vậy sau khi lăn kim xong thì mọi thứ sẽ cần phải được vô khuẩn, tránh sử dụng các loại nguồn nước mà không đảm bảo này. Ví dụ nguồn nước chúng ta không đảm bảo thì có thể đưa vi khuẩn vào sâu bên trong da, làm da chúng ta bị phù nề này, thậm chí là bị nổi mụn nước này, bị ngứa này. Hay là chúng ta tránh sờ tay lên trên mặt, hay là rất nhiều bạn sau khi chúng ta vô tình bôi các sản phẩm dưỡng ẩm thôi thì tay chúng ta rất là bẩn, và bôi lên trên da như vậy nó lại là một cái đường dẫn để đưa những cái vi khuẩn xâm nhập vào sâu bên trong da. Tuy nhiên thông thường thì sau khi lăn kim xong khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ thôi, khi mà da của chúng ta hết đỏ thì cái hiện tượng mà chúng ta bị viêm nhiễm hay là vi khuẩn xâm nhập vào nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Vì vậy sau khi lăn kim xong chúng ta sẽ tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Nếu chị em mình có đi lăn kim thì hãy nghỉ ngơi tại spa này khoảng tầm 2 tiếng. Sau đó 2 tiếng này chúng ta sẽ không bôi một cái gì cả nhé, để cho da nghỉ ngơi. Và sau đó khi mà da chúng ta hết đỏ rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng thêm các sản phẩm ở phía sau. Điều thứ hai là làm cách nào để có thể hạn chế tình trạng da bị tăng sắc tố. Và trước khi bước vào phần vô cùng quan trọng này thì đừng quên là ấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới. Hiện tượng tăng sắc tố hay gọi chính xác là tăng sắc tố sau viêm. Cái này tức là chúng ta sẽ tạo một cái tổn thương ở trên da, và khi da chúng ta có tổn thương vậy thì có thể có hiện tượng là tăng sắc tố. Ví dụ đơn giản là chúng ta bị một cái mụn này thì sau đó chúng ta bị thâm thì đó là tăng sắc tố. Hay là chúng ta bị ngã đúng không, thì sau vết ngã đó chính là bàn tay, bàn chân của chúng ta có vết thâm, thì đây là một cái hiện tượng rất bình thường của cơ thể, và thậm chí nó là một cái hiện tượng tốt cơ. Bởi vì tăng sắc tố lên như vậy chính là cơ thể của chúng ta đang bảo vệ cái vùng da bị tổn thương đó. Tuy nhiên mà nếu như mà sau lăn kim xong mà da chúng ta bị tăng sắc tố, và nhất là tăng sắc tố ở vùng khuôn mặt này, thì nó hơi có một sự thiếu thẩm mỹ một chút. Vì vậy là cách nào đó chúng ta có thể hạn chế được cái tình trạng này là tốt nhất. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ hạn chế các tình trạng viêm nhiễm. Thứ nhất là phải xử lý được các vấn đề là tránh viêm như ở phía trên như vừa chia sẻ. Phần thứ hai này, sau khi chúng ta lăn kim xong thì cái hàng rào bảo vệ da chúng ta bị tổn thương này và đang kích thích hình thành những cái hàng rào tế bào mới, nhưng mà nó vẫn chưa được hình thành chuẩn này, vẫn đang trong thời gian tái tạo. Vì thế chúng ta sẽ cần phải bảo vệ da rất là kỹ bởi tia UV. Sau khi lăn kim xong thì hãy che chắn thật là kỹ bằng mũ này, kính này, áo này. Và sau khoảng tầm 2 giờ đồng hồ khi da chúng ta hết đỏ rồi, đó, không còn bị chảy dịch hay là chảy máu nữa, thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể sử dụng các sản phẩm kem chống nắng để bảo vệ da. Ngoài ra để hạn chế tình trạng này thì chị em mình có thể duy trì các sản phẩm viên uống hỗ trợ làm sáng da mà Hương đã chia sẻ rất là nhiều ở các video trước. Ví dụ như là vitamin C này, lecithin này và glutathione này.
Và chị em biết không, những chị em nào đó mà chúng ta duy trì cái thời gian rất là dài về vitamin C, lecithin hay là glutathione ấy, thì da chúng ta sẽ khỏe hơn và sẽ hạn chế được rất là nhiều cái tình trạng bị tăng sắc tố sau viêm như vậy. Phần tiếp theo là để giảm tình trạng tăng sắc tố sau viêm, có thể thêm những cái hoạt chất làm sáng da vô cùng nhẹ nhàng và có thêm cái khả năng là phục hồi cái hàng rào bảo vệ da. Ưu tiên đó chính là cái niacinamide, nồng độ khoảng tầm là 5-10%, và cái thành phần là azelaic acid chị em nhỉ. Rồi vấn đề thứ ba chính là da bị khô, ráp và bong. Thực ra thì đây là hiện tượng rất là bình thường khi chúng ta lăn kim xong. Bởi vì thông thường lăn kim xong thì cái hàng rào bảo vệ da chúng ta đang bị tổn thương này, và da chúng ta sẽ có xu hướng là thiếu ẩm nhiều hơn. Trong cái trường hợp này thì đầu tiên chúng ta hãy thêm các loại serum và cấp ẩm. Và thông thường sau khi lăn kim xong thì sẽ ưu tiên sử dụng các serum có chứa HA, hoặc là cao cấp hơn sẽ sử dụng serum có chứa B5 chị em nhé. Trong một ngày chúng ta cảm thấy rằng da chúng ta hơi bị khô này, hay hơi ngứa châm chích một chút, thì có thể bôi cái lượng HA B5 nhiều hơn. Bình thường chúng ta có thể bôi một ngày khoảng tầm 2-3 lần, thì sau khi lăn kim xong có thể tăng lên khoảng tầm là 4-5 lần một ngày cũng được. Ngoài ra có thể bổ sung thêm các loại mặt nạ để cấp ẩm cho làn da. Tuy nhiên mặt nạ này chúng ta cũng sẽ nên sử dụng mặt nạ giấy cấp nước thôi, có chứa HA, B5 hay là Peptide. Ngoài ra chúng ta sẽ tránh các sản phẩm nồng độ cao, như là các sản phẩm làm trắng da nồng độ quá là cao này, hay là các sản phẩm tẩy tế bào chết kỳ cọ quá là mạnh ở trên da. Thì khi da chúng ta còn đang thiếu ẩm, đang yếu ớt như vậy, thêm các sản phẩm mạnh mẽ này thì có thể khiến da chúng ta dễ bị kích ứng và bong tróc nhiều hơn. Thông thường tất cả các hiện tượng này, nếu chúng ta chăm sóc da thật là tốt như hướng dẫn ở phía trên Hương chia sẻ, thì chỉ khoảng tầm là 5-7 ngày thôi. Sau đó thì da chúng ta sẽ bong nhẹ một lớp ở trên làn da này, giống như chúng ta bị nẻ, và sau đó thì chúng ta có thể quay trở lại cái chu trình của chúng ta để chăm sóc da. Tuy nhiên có một số làn da có thể xảy ra những tác dụng phụ không mong muốn khác, mặc dù là chúng ta đã thực hiện rất là tốt 3 bước ở phía trên rồi. Thì nếu như chúng ta có xảy ra hiện tượng gì thì hãy báo ngay cho các bác sĩ da liễu hay chuyên gia để được xử lý ngay chị em nhé. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.